Theo chu kỳ thì cứ 10 năm, mạng viễn thông sẽ được nâng cấp lên một thế hệ mới. Thế hệ mạng 5G bắt đầu được thế giới triển khai khoảng từ năm 2020. Trong khi nhiều nước đang nỗ lực đưa 5G vào đời sống, thì Ấn Độ đang muốn tăng tốc để đưa mình sớm trở thành một quốc gia 6G. Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, mạng 6G mà Ấn Độ hướng đến sẽ có tốc độ truyền tải 100GB mỗi giây, trong khi mạng 5G tốc độ là 1GB mỗi giây. Còn mạng 4G vẫn phổ biến tại không ít quốc gia hiện nay thì có tốc độ chỉ khoảng là 100 mê mỗi giây. Tức là mạng viễn thông 6G sẽ có tốc độ gấp tới 1.000 lần so với mạng 4G. Hiện nay thì với nhiều người, nhu cầu với Internet có thể chẳng có gì vượt quá mạng 4G cả. Nhưng trong tầm nhìn 6G của Ấn Độ thì nhu cầu của con người về Internet được dự báo sẽ sớm có những thay đổi mạnh mẽ. Không chỉ còn đơn thuần xoay quanh các nhu cầu đơn giản như là lướt web, chat chít hay là xem phim nữa. Cuộc sống của con người trong thời gian không xa nữa được dự báo sẽ là một cuộc sống với sự tương tác thường xuyên, không thể thiếu với trí tuệ nhân tạo. Các robot điều khiển từ xa cũng có khả năng được phát triển mạnh mẽ, giúp các bác sĩ, kỹ sư thực hiện các công việc từ cách xa hàng nghìn cây số. Chính ở đó, công nghệ 6G với độ trễ thấp và tính ổn định cao sẽ trở thành một yếu tố thiết yếu để các công nghệ mới được vận hành một cách chính xác, trơn tru và hiệu quả. Ấn Độ lần này không muốn chậm chân trong công nghệ 6G còn bởi một lẽ. Với công nghệ 5G thì họ đã thấm thía một bài học khi tới 80% số các bằng sáng chế hiện nay đều thuộc về ba công ty là Ericsson của Thụy Điển, Nokia của Phần Lan và ZTE của Trung Quốc. Điều này được cho đã kìm hãm Ấn Độ không ít trong chiến lược phát triển trở thành một cường quốc công nghệ. Trong một số trường hợp còn là mối đe dọa tới an ninh quốc gia. Tầm nhìn 6G của Ấn Độ đặt mục tiêu nước này sẽ nắm giữ ít nhất 10% số bằng sáng chế liên quan đến công nghệ 6G. Tuy nhiên, tham vọng không chỉ dừng lại ở đó. New Delhi còn dự kiến khi hoàn thành phát triển công nghệ 6G sẽ tiến hành phổ cập hóa mạng lưới viễn thông tốc độ cao này tới toàn bộ dân số, vươn tới cả các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa hay những vùng dân cư thưa thớt, biến 6G trở thành một trong những động lực chính để phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông Nam Á.